Em chào cả nhà, hiện tại Tổng An Phát đang có mặt tại Phú Yên cả nhà, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Em đang đi lấy con đồng phan này cả nhà. Đồng phan 5 tấn một chủ mua mới từ đầu luôn. Hiện tại biển 78 nè, hiện tại đang ở nhà chủ, em đang đội nón cói của anh nè. Đang chuẩn bị đi ký giấy tờ nè cả nhà. Cả nhà hãy chờ em lên video, ở video sau em lên video chi tiết em đồng phan này nha cả nhà ơi. Nè, đang ở Phú Yên nha. Chằng rến Phú Lâm Tuy Hòa nha cả nhà. Đó, đang chuẩn bị rước em nó về đó, chủ xe đó, chuẩn bị đi ký giấy tờ nè, rồi em sẽ rước em nó về Tân Phú Đồng Nai nha cả nhà. Rồi chủ xe rất là đẹp trai nha. Rồi xin chào cả nhà, hẹn gặp lại video sau nha.